Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Mua Xe Giá Tốt. Và ngày hôm nay, ngày 12 tháng 10, em Lâm sẽ cập nhật cho các bác về thời gian giao hàng, giá bán của mẫu xe hot nhất tại thời điểm hiện tại, Toyota Cross. Một mẫu xe CUV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản. Và ở đây thì em có một chiếc Cross 1.8G màu đỏ. Và chiếc xe này thì có thể giao luôn cho các bác, các anh chị nào có nhu cầu lấy xe ngay. Mời các bác xem qua một số hình ảnh thực tế của chiếc xe này. Ở phần đầu xe thì các bác thấy là Cross G sẽ được trang bị cụm đèn halogen dạng bóng chiếu, trong khi hai phiên bản cao cấp còn lại thì được trang bị hệ thống đèn LED. Đó, và đây là cảm biến góc trước, cảm biến va chạm các bác nhé. Và logo Toyota thì được mạ chrome và đặt nổi bật chính giữa mặt ca lăng sơn màu đen ạ. Mâm xe hợp kim được sơn màu xám và có kích thước là 17 inch. Còn của bản V và HV thì mâm sẽ là 18 inch và được sơn đen phay xước, thì trông nó sẽ thể thao và khỏe khoắn hơn. Ở phiên bản này thì sẽ chưa được trang bị cửa sổ trời và hệ thống an toàn Toyota Safety Sense các bác nhé. Phần đuôi xe thì rất là cứng cáp với thanh cản sau màu đen. Đó, và cả 3 phiên bản Toyota Cross thì sẽ được trang bị camera lùi theo xe. Và riêng 2 phiên bản cao cấp thì sẽ có thêm camera 360 độ, giúp các bác quan sát một cách tốt hơn và giảm thiểu tối đa va chạm. Quanh xe có tới 6 cảm biến, trong đó 4 cảm biến góc và 2 cảm biến lùi, thì các bác sẽ cực kỳ yên tâm khi vận hành trong các cái cung đường chật hẹp. Ở hai cửa bên lái và bên phụ phía trước thì đã có cảm biến để khóa và mở cửa, rất hiện đại và tiết kiệm thời gian thao tác. Gương xe chỉnh điện, gập tự động và tích hợp báo lệ. Tại thời điểm này thì bên em đang có 2 chiếc Cross G giao ngay, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu trắng. Đấy, còn đối với phiên bản V và HV, nếu các bác lấy xe thì sẽ là đặt hàng giao xe vào tháng 11 ạ. Các bác lấy xe tháng 11 thì alo cho em Lâm để nhận ưu đãi các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ để bảng giá lăn bánh chi tiết của từng khu vực ở màn hình để các bác tiện theo dõi.